Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021 âm lịch. Giờ Vũ đi một vòng chợ, đi lên cái chỗ bán hoa kiển coi hôm nay bà con có bán chưa nha các bạn. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi lên chỗ bán hoa Tết nha các bạn. Đây là ngã tư Hàng Cộng, đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là ngay chỗ ngã ba, rẽ tay phải là xuống xã Thừa Đức, xã Thạnh Phước, xã Thới Thuận nha các bạn. Rồi các bạn rẽ tay trái là lên chợ Bình Đại. Chiều ở chợ thấy đông đông sung sung rồi các bạn. Đây là chỗ chỗ này là bán hủ tiếu. Đây là chỗ bán vịt quay, quay nướng Vũ Lâm. Vịt quay, gà quay nha các bạn. Đối diện qua đây là chỗ quầy thuốc tây. Đây có chỗ bán quần áo. Đây có chỗ bán hủ tiếu nha các bạn. Đây chỗ dì Cúc. Đây nhìn thấy có vẻ Tết nè các bạn. Bán bông hoa với trang trí nhà cửa nè. Đây là chỗ Chính Đông. Đông Chính. Đây là chỗ đầu chợ Bình Đại. Đây là ngay chỗ quán phở Thúy An, kế bên là có ngân hàng Đông Á nha các bạn. Đây là ngân hàng Nam Băng.
chỗ Bách Quá Xanh nha các bạn. Đây là chỗ đèn xanh đèn đỏ. Các bạn rẽ tay phải là ra cảng cá nha các bạn. Bên này là chưa có người đăng ký bán. Vậy là mới xuống bán có hai cái đầu rồi nha các bạn. Đây là mai để bàn nha các bạn. Giờ Vũ ghé vô chỗ bán bông rồi các bạn. Vũ quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì ở đây là chỗ bán hoa sưng Tết năm 2022 nha các bạn. Thì ở cái điểm này thì mới có xuống hai chỗ rồi nha các bạn. Thì Vũ quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Ở đây là bông giấy. Đây cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây có 5 chậu bông giấy. Đây là bông dạng thọ nha các bạn. Mua cái bông đó cho em hỏi bông có tên gì hả chị? Bông này sao băng. À đẹp quá ha. Đây. Chị mua một cặp hả? Chị mua một cặp á. Nhiêu tiền chị? Nhiêu tiền chị? Nhiêu tiền cặp? Cặp. Dạ. 160.000 cặp. Dạ. 80. 80.000. Đẹp ha, dễ thương. Đây. 80.000 một chậu. 80.000 ở đó, còn ớt này thì 40.000 chậu. Ớt là 40.000 chậu. Cái này 30.000 chậu. Chậu này là 30. Cẩm nhung. Dạ. Ớt mấy chậu nhỏ nhỏ bán 30 luôn. Dạ. Đó. Rồi, khuyến mãi 30 luôn.
30 rồi các bạn, rất là đẹp luôn, anh cho em dọn đó. Quá chừng trái luôn, 30 ngàn nha các bạn. 30 ngàn. Các bạn ghé đây mua ủng hộ anh. Anh tên gì anh? Tên Quỳnh. Cấp chị Quỳnh, Bà con ở Bình Đại có mua qua kiển chơi Tết thì ghé đây ủng hộ chị Quỳnh nha. Rồi thôi Vũ đi chơi vô đây. Xem đây là bông giấy. Anh vậy? Bình Vũ. Cái gì Vũ chứ? Vũ camera Bình Đại. Nghe bà chị này nói chuyến quen nè. Chị Quỳnh phải không? Rồi. Hình như kênh của anh em có đăng ký xem đó. Rồi, cảm ơn anh. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi rồi rồi. Đúng rồi. Em có đăng ký kênh của anh em đó. Rồi về đó chị. Dạ, rồi chúc chị Tết ăn Tết vui vẻ hả chị? Đây là con dạng thọ nha các bạn. Chị Quỳnh ơi, dạng thọ này bán nhiêu cặp, giới thiệu luôn chị. Cặp 250 ngàn anh. 250 một cặp ha. Dạ dạ, 5 cây. Dạ. 250 ăn cặp bông nhận thọ rất là đẹp nha các bạn, ghé đây ủng hộ chị Quỳnh nha. Đây là bông mồng gà. Đó là mai rồi tắc đủ loại nha các bạn. Đây là mai. Mai này tước lá sẵn rồi nha các bạn, về các bạn chăm sóc là nở rồi nha các bạn. Đây là tắc rồi nha các bạn. Anh ơi cho em hỏi tắc này bao nhiêu một chậu? 150 một chậu nha các bạn. Trái quá chừng trái luôn. Còn bông giấy nhiêu chậu chị? Đây là 150 ngàn một chậu. Ở trong là 300 nha các bạn. Quá đẹp luôn, vừa chơi luôn. Giá này cũng ok nha các bạn. Các bạn mua về chân Tết xong rồi trồng lại nha các bạn. Đây là bông dạng thọ. Đây là mai nha các bạn. Mai đi lấy thêm á anh. Dạ. Còn mấy chuyến nữa mà, còn mấy chuyến xe nữa mà. Dạ. Này đem về mới mùng 3. Dạ. Đây là bông giấy. Bông giấy này gọi là bông giấy cẩm thạch nha các bạn. Đây là bông dạng thọ.
Rồi hôm đêm chúc chị khai trương bán đất nha chị. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Anh đi anh ơi. Dạ. Rồi. Rồi giờ chủ đi lại đầu đằng kia nha các bạn. Ở đây chỗ này bà con chưa đăng ký nha các bạn, chưa có đem qua về. Ở chỗ này là đối diện qua là bưu điện huyện Bình Đại nha các bạn. Đường này là đường quốc lộ 57B. Thì ở đây đường lộ này mới làm cái vỉa hè lót gạch rất là đẹp nha các bạn. Rồi trồng cây xanh nữa, vài năm nữa là có bóng mát rất là mát mẻ luôn. Ở đây thì người ta cũng che lưới lên rồi nè các bạn. Ở đây có chỗ này là đang xuống bông nha các bạn. Ở đây là cây này là cây như cây nguyệt quế rồi các bạn. Cái này là cây nguyệt quế nè. Cái này là còn ở bầu đất chưa có vô chậu rồi nha các bạn. Ở bên đây là cái này là cây cái này Vũ quên tên nè. Quay đi, quay. Đó. Dạ. Cái này gọi là cây gì em quên rồi anh không? Cái này nè, cây ngay chỗ đó đó. Nguyệt quế. Nguyệt quế hả? Nguyệt quế. Dạ dạ. Ủa ai biết tôi ta? Tôi quên rồi. Em Vũ dưới chợ nè. Hết rồi, Vũ hả? Dạ. Lên tiếp mà Vũ. Dạ. Lên tiếp Vũ. Dạ dạ. Thọ nha các bạn. Ôi ôi. Đây có cái này, mới góc này mới đẹp cực kỳ nè các bạn. Đó. Bông giấy này quá đẹp luôn. Đây là thấy cặp bông giấy này là cực kỳ luôn rồi các bạn. Không từ đó luôn. Quá đẹp luôn. Ôi ghiền cái cặp bông giấy này luôn các bạn ơi. Trời ơi coi màu nè. Khỏi chê luôn. Bốn năm màu luôn. Đủ sắc, năm màu. Đây là màu trắng với màu đỏ nha các bạn. Trắng đỏ. Đây tên xe đang xuống bông giấy nha các bạn. Đầu tiên luôn. Ủa Đức bán hay gì Đức? Em với bạn. Rồi. Dạ. Vậy bà con ghé đây mua bông về chưng Tết ủng hộ Đức. Đó nha các bạn. Đức bán đây là đối diện huyện ủy Bình Đại nha các bạn. Cái cặp bông giấy đó có giá chưa Đức? Cặp bông giấy đó 20 triệu anh. Ờ. À. Rồi cặp bông giấy này là 20 triệu nha các bạn. 10 triệu một chậu, quá đẹp luôn. Không cắt lên cho chậu nó sơm luôn chứ. Biệt thự villa đưa vô hộp luôn. Rồi, quá đẹp bộ bông giấy luôn. Nãy giờ vô kết cái bộ bông giấy này dữ lắm rồi. Quá đẹp luôn. Gọi là ngũ sắc nha các bạn, này bộ rễ dữ dằn luôn. Wow.
quá đẹp. Ok liền. Không nắng luôn. Mùng vậy. Dạ. Quay ta nói chuyện xíu anh. Dạ rồi. Người đang bán hàng. Dạ. Được không? Được, anh giới thiệu đi góc nào nhiêu anh giới thiệu cho bà con biết đi, ghé mua ủng hộ. Cẩm Thạch. Cẩm Thạch. Cẩm Thạch đó nhiêu chậu? Anh biết giá không? 2,5 triệu. Dạ. 2,5 triệu một chậu. Dạ. Cái này đồng giá hết hả anh? Cái này khác hả? 2. Dạ. Còn với đổi màu. Dạ dạ. Với đổi màu hiểu không? Dạ. Còn mấy cái kế bên luôn anh. Này 800 với Mỹ. Dạ. Xưa rồi. 800 một chậu ha. Một chậu 800. Dạ dạ dạ. Còn đây là mai. Mai. Mai Đại Lộc. Mai Đại Lộc hả? Ừ, 6 dạ. triệu. 6 triệu một chậu nha các bạn. Ừ, 6 triệu. Dạ. Đại Lộc. Cây 30 năm tuổi. Cây đó 30 năm luôn. Lâu lắm. Đại Lộc. Dạ. Ở đây. Đang đem vô trong nha các bạn. Dương này chất nè. À, đây là bông dặn thọ nè. Đây là bông giấy. Mày cắt bên chỗ mày. Đây là bữa nay mới xuống bông luôn nha các bạn. Đây màu trắng rất là đẹp các bạn. Loại này nhiêu chậu anh? Nào anh? Mấy loại này nè? Loại này 300 ngàn. Dạ. Này 300 ngàn chậu nha các bạn. Bộ này cũng rất là đẹp, bông giấy này rất là đẹp nha các bạn. Đại Lộc. Dạ. Mai Đại Lộc. Dạ. Mai Đại Lộc. Cái củ sắc dù. Dạ. Củ sắc hả Vũ? Dạ củ dạ. Sắc 5 màu. Dạ. Này giá nhiêu một chậu anh Út? Nhiêu chậu dâu? 1,5 triệu. Nhiêu? 1,5 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu một chậu tắc rất là đẹp nha các bạn. Vừa đi bán. Trái quá chừng trái luôn. Trái dữ dội luôn. Rồi bà con ghé đây mua để ủng hộ về chân Tết nha các bạn. Không nhớ. Rồi đây là hai cặp nha các bạn. Quá chừng trái luôn. Thấy không? Thấy không? Dạ. Nè. Cũng tiếp không? Quá chừng trái luôn. Chỉ có 1,5 triệu thôi. Dạ. Cây này là cây hạnh, tượng trưng cho hạnh phúc. Điều rưỡi thôi. Anh Út mình dẫn. Rồi. 1,5 triệu cặp tắt. Một chậu. Dạ. À một 1,5 triệu một chậu nha các bạn. Vũ nói lộn xin lỗi. Nghe sao rồi. Điều rưỡi một chậu. Dạ dạ anh 1,5 triệu một chậu. Cái hạnh. Dạ. Rất nhiều. Trái quá chừng trái luôn. Đừng cho hạnh phúc. Rồi vậy đi, sáng hôm qua gọi nghe thấy á, thích cái nào không chỉ người đó là tụi bảo chúng ta. Vậy đi.
Nhờ bà con cô bác anh chị em gần xa ghé ủng hộ em thành thật cảm ơn. Cái địa điểm này em là đối diện huyện Quỷ Bình Đại. Dạ, năm mới chúc quý bà con có nhiều sức khỏe và ăn khang thịnh vượng hết. Cảm ơn Đức em. Dạ. Rồi. Vũ chúc Đức với mấy anh em mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Dạ, cảm ơn bà con. Cho thêm mặt bằng để bán bông nữa nha các bạn. Chạy lên coi cái bữa nay bà con có bán bông chưa. Đây là trường tiểu học thị trấn, giờ đổi lại là trường Tần Hoàng Vũ nha các bạn. Ở đây là chỗ khách sạn 33, thì đối diện qua đây là cái chỗ điểm bán hoa Tết nha các bạn. Đây là ngay chỗ cái trường học cũ hồi trước nè các bạn. Cho thuê mặt bằng bán qua Tết giá rẻ nha các bạn. Đây các bạn liên hệ số điện thoại 0948 066 519 nha các bạn. Rồi gặp Phong để mướn mặt bằng nha các bạn. Rồi Vũ vô đây cho các bạn thấy nè. Đây mặt bằng ở đây rất là rộng nha các bạn. Vũ lên đây hơi tối, hình ảnh nó hơi tối các bạn thông cảm nha. Rồi đối diện qua là đây là có nha khoa Tâm Đức rồi nha các bạn. Đó. Rồi qua đây là trường tiểu học Trần Hoàng Vũ. Rồi kế bên đây là khách sạn 33 nha các bạn. Rồi thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì hôm nay bà con mới xuống có hai chỗ bán bông, mà mơ mốt Vũ sẽ quay nhiều hơn nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Chắc 2-3 bữa nữa là bà con chở bông xuống nhiều à.